Hiện tại thì Nguyễn đã chính có sự thay đổi người. Đúng như vậy, chiều cao của Nguyễn Thanh Trương là ngang nhau, tình huống là 1m72. Còn Nguyễn nếp xịn hơn chiều cao rất tốt, tình huống là 1m76. So với chiều cao thì Nguyễn nếp xịn hơn đỉnh hơn 4cm. Và quả bóng đẹp điểm bóng đội Nguyễn Thanh Trương 1-0. Kính thưa quý vị, các bạn, chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa tuyển trẻ Thanh Dương gặp tuyển FC Đình Sơn trong lứa tuổi học trò 18 tuổi trở xuống. Theo điều lệ thì có 10 tên, hai em đó là năm sinh hai niên. Theo quy định của tài thì có một điểm FC Đình Sơn 1-0. Đó là điểm số 1-1. Và lưới chuyền hai, chúng tôi đang cần vận động viên mặc áo số 8 tỏa sáng. Bóng chúng ta chắn bay ngoài điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 2-1. Đội tuyển Thanh Chương cần 4 bóng nhân. Điều quý vị, các bạn, chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển trẻ FC Đình Sơn gặp tuyển trẻ Thanh Chương. Bóng chúng ta chắn bay ra ngoài điểm bóng đội tuyển Thanh Chương 2-0. Đó là điểm số 2-2. Thả bóng vô. Bóng ngoài sân của bóng đội tuyển FC Đình Sơn 3-2. Đó là điểm số 3-2. Nào bị bạn nhiêu con. Vận động viên Hoàng Anh đã giành về bóng với điểm số 3 điểm. Còn tiền vệ Thanh Trương với điểm số 2 điểm. Chắn bóng gặp lưới điểm bóng đội tuyển Thanh Trương 3-0. Thì đội tuyển các bạn đã là điểm số 3-0. Bóng trong sân điểm bóng đội tuyển Thanh Trương, không phải điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 4-3. Hiện nay đội tuyển FC Đình Sơn đang dẫn trước một điểm với điểm số 4 điểm. Còn đội tuyển Thanh Trương với điểm số 3 điểm. Đội tuyển Thanh Trương gần 4 bóng lên. Và trọng công lý điểm bóng đội tuyển Thanh Trương 4-0. Đó là điểm số 4-4. Rất tốt. Và sự bóng rất tốt điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 5-4. Chúng thấy đội tuyển mặc áo xanh chiều cao cũng hạn chế nhưng đều rất tốt ở vị trí số 4. Hơn thấy em à, bày lắm đó. Bằng lỗ hai. Bóng giật dây. Thực hiện của đội tài bóng giật dây bay ra ngoài điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 6-4. Đây là điểm số 6-4. A là của tính nghiệm thôi. 98 hạt đó, cuốn như 2-1. 6-6-6. Không phải kiểm soát 2 lập tổng. Bóng vẫn còn. Chúng tôi chạy bên ngoài điểm bóng đội tuyển Thanh Trương 5-6. Đó là điểm số 5-6. Ở lúc này đội tuyển Thanh Trương vẫn cố gắng lên. Nếu như đội tuyển Thanh Trương giành thắng lợi thì bài phân định bằng hiệp đấu 15 điểm. Còn nếu như đội tuyển FC Đình Sơn sẽ rơi còn nhiều bóng chưa được 2-0. Điểm bóng đội tuyển Thanh Trương 6-0. Đội vận viên Thanh Trương thế này đang phát bóng. Em có chiều cao hạn chế nhưng chắn bóng rất tốt. Bóng xuất ngay. Vậy.
ngoài sân của bóng đội tuyển FC Đình Trân 7-6 là điểm số 7-6. Ở hiện nay đội tuyển Thanh Trương cầm cố vững lên ở điểm số 6 điểm, còn đội tuyển FC Đình Trân với điểm số 7 điểm. Đẹp cái điểm số nó không tận. Đến rồi. Sáu thành công. Thành công được bóng đội tuyển Thanh Trương 7-0. Trận đấu rất khi vào cửa đông thì chúng ta sẽ nhìn thấy đội tuyển FC Đình Trân gặp trong những đội tuyển thi đấu tốt, nhưng gặp Thanh Trương là đối thủ rất khó chơi. Trận bóng bay ngoài được bóng đội tuyển Thanh Trương 8-7. Cái này đội tuyển Thanh Trương đang dẫn trước cái điểm với điểm số 8 điểm. Bóng vẫn ngon. Rất tinh ý. Chọc bóng bay ngoài điểm bóng đội tuyển FC Đình Trân 8-0. Khi đầu tiên và bạn thân đang đón xem trận đấu bán kết giữa đội tuyển trẻ FC Đình Trân và đội tuyển trẻ Thanh Trương. Tổng hộ giải bóng chuyên kỷ niệm 445 ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Được giải bóng trước đây thì bóng đội tuyển FC Đình Trân 9-8. Cái này đội tuyển FC Đình Trân nói như vậy, từ duy nhất chỉ có vận động viên Hoàng Anh là vận động viên của Đình Trân và vận động viên của Thành Phố Vinh. Trong đó có hai vận động viên hiện nay còn là đội tuyển trẻ của quốc khu 4. Điểm bóng đội tuyển FC Đình Trân 18. Như vận động viên mang áo số 12 và vận động viên mang áo số 8. Tiếp theo điểm bóng đội tuyển Thanh Trương 90. Cái chưa đánh đâu, chắc đánh hơi nhật đấy chứ. Chúng ta cần các người vận động viên mang áo số 21 của Thanh Trương. Em có chịu cao 21. Em có đầy thú em môn lắm á. Đúng là cổ tay rất nghèo. Thì đấu rất tắc leo ở vị trí số 4 và vị trí số 3. Khoảng cách đang cắt nhau cuối cùng. Bóng ngoài sân. Ở vị trí của đội tài bóng ngoài sân thì bóng đội tuyển Thanh Trương 10-0. Ôi dồi, quý vị và các bạn hãy cổ vũ cho đội lên điểm số đều hoàn toàn đều bằng những trận đấu này. Cái này chúng tôi nghe những tiếng thiếu hót. Bên sau là cầu thủ đầu tiên đến từ Quang Vương. Nhà vô địch của tài bóng ngoài sân. Nhưng phải chống tay trắng bay ra ngoài điểm đội tuyển FC Đình Trân 11-0. Cổ động viên của Quang Vương. Các cổ động viên có những âm thanh rất là hay, ngón tay vào bên anh tuổi âm thanh và những chất giọng như giọng khí hót và giọng chích chơi hơn. Và tôi mới được bắt đầu Thanh Trương 11-0. Đấy, chúng ta đã nghe giọng chích chơi hơn đã thôi thôi. 11-11. Nếu như cổ động viên này đi thi những chương trình tài năng vương thì đó là một trong những chương trình rất hay. Đội bóng bay ra ngoài điểm bóng đội tuyển FC Đình Trân 12-21, rất kêu kêu hơn cả loa. Đôi khi ông thổi có những âm thanh chẳng nào cứu bóng má và dòng xích chơi lửa, dòng yên, dòng sáo, rất nhiều âm thanh. Đó là điểm số 12-21 rồi. Ngon đây. Ngon đây. Ngon vào cất tay đây. Và chiều này chúng ta thấy một trận mưa rông rất ý nghĩa. Cùng với các cô gia đình sản xuất công nghiệp. Thì các cô gái thì lại ngồi đá tủ cờ và thu sâu. Và các cô gia đình trồng chè trồng cam cũng như vậy thì bóng đầu tuyển FC Đình Trân 13-11. Có nói trận mưa vàng rất vui. Trận bóng tốt. Và thế này là con bóng tuyển chúng ta có thể thua lúa. Năm nay mùa lúa tương đối được vui. Và bà con trồng lại
một làng đến trong đông bóng trong sân của bóng đội tuyển FC Đình Sơn 14-11 đội tuyển Thanh Chương gần đối phương lên thì đội tuyển Bình Ngô đang theo dõi trận bán kết đội tuyển FC Đình Sơn gặp đội tuyển Thanh Chương. Hiện nay đội tuyển FC Đình Sơn đang dẫn điểm với điểm số 14 bỏ bóng tốt điểm bóng đội tuyển Thanh Chương 12-14 Mình đem chỉ cần nhau 2 điểm. Phải nhảy nhẹ đã mấy. Phát bóng căng. À lối chuyển này. Mình bật biệt chú đạo tập chất tốt. Tỉnh bóng đoàn điểm bóng đô của FC Đình Sơn 15-12. Bật biệt số 8 đã tìm được cảm giác bóng với những pha bóng vừa rồi. Cái này là điểm số 15-12. Rất tân minh, bóng trong sân điểm bóng đội tuyển Thanh Chương 13-15. Đó là điểm số 13-15. Bóng thành rất kêu đến từ trái biên của cổ động viên Quang Vương. Bóng trúng quay tranh nhưng bóng vẫn ở trong sân. Kiểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 16-13. Đó là điểm số 16-13. Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển FC Đình Sơn và đội tuyển Thanh Chương. Còn trận đấu này của đội tuyển của Bữa Đông vì trời mưa chẳng bóng tiếp. Cú bóng rất đẹp từ bóng đội tuyển FC Đình Sơn 17-13. Đội viên mặc áo số 3 em có dáng người tương đối gọn và được tạo đà cũng rất đẹp ở vị trí số 4. Cú bóng tốt đó là điểm số 17-13. FC Đình Sơn đang dẫn điểm. Thanh Chương cầm bóng lên. Phát bóng hơn nữa để bóng đội tuyển Thanh Chương 14-17. Rất kêu. Đó là dòng cứu hỏa và đúng công an anh sẽ thổi dòng chiếc chuôi lửa đánh bóng chiếc lưới để bóng đội tuyển FC Đình Sơn 18-14. Đó là dòng chiếc chuôi lửa. Của tổng tài điểm bóng đội tuyển Thanh Chương đội tuyển FC Trường đá phạm lỗi kỹ thuật 15-18 đội tuyển Thanh Chương gần cuối vòng lên rất tốt điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 19-15. Đối vận viên này chiều cao tương đối hạn chế thể lực tốt hơn nhưng em nhảy rất cao ở vị trí số 4 đã nọc một phát giữa số 6 quay cổ tay chúng ta xem thế nào bóng tay ngoài điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 20-15. Đó là điểm số 20-15 đội tuyển Thanh Chương cần cố gắng lên. Sau khi kết thúc giải thì bạn Thủy Trung sẽ trao giải cho bóng đội. Chết này. Của xã Đình Sơn, nước da màu sậm nâu và chiều cao đúng tương đối ngang nhau. Với lối đánh cũng như vậy, quả bóng rất mạnh. Đó là điểm số 24-15 rồi. Đặc biệt vận viên này có lối phát bóng rất có lực.
và có lòng thi đấu để bóng đội tuyển Thanh Chương 16-21. Cái này sáng thì không có tới 8 vận động viên có chiều cao từ 1m80. Đó là Thông Thiên Minh. So với chỉ số chiều cao của Nguyễn Thanh Sơn thì sáng thì không có những vận động viên có chiều cao tốt nhất. Thì bóng đội tuyển FC Đình Sơn 22-16. Khoảng cách đang cách nhau 6 điểm. Yes, hey. Và trận đấu tốt của vận động viên Hoàng Anh. Và trận thứ hai thì đài bay đôi hai điểm bóng đội tuyển Thanh Chương 17-22. Thưa quý vị và các bạn, đó là điểm số 17-22. Bóng ngoài sân của bóng đội tuyển Thanh Chương 18-22 trước tiên và bóng vô lực nhưng được bóng của em lại bay ra ngoài. Bởi vì chụp bóng ra ngoài thì vận động viên này cảm thấy nuối tiếc bởi vì không có tay sẵn nhưng em lại đánh bóng ra ngoài rất thông minh. Bóng đánh trước điểm bóng đội tuyển FC Đình Sơn 23-18, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Đó là điểm số 23-18 rồi. Đã đẩy sao cũng đây. Đang chờ đợi tận bán cái thứ hai ở sân B. Rất mạnh. Lúc sáng đánh với đội tuyển Anh-cha-ba thì đội tuyển Anh-cha-ba hầu như không bắt bước một. Nhưng với những pha phá bóng như vậy, giật xe được có phần may mắn để bóng đội tuyển Thanh Chương 19-23. Bóng vẫn còn. Bóng trúng cơ chắn nhưng vẫn ở trong sân điểm bóng đội tuyển Thanh Chương 23. Đội tuyển Thanh Chương cần cố gắng hơn. Thì đội tuyển và bạn ra đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển trẻ FC Đình Sơn gặp tuyển Thanh Chương. Còn hồ giải bóng chuyền do Nghệ tổ chức làm chủ nhà 42 ngày giải bóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiền bóng đội tuyển FC Đình Sơn 24-20. Và sau tuần này chúng ta sẽ đón nghe đội tuyển cùng với để tiếp tục của đội tuyển trận tiếp theo. Và trên hệ thống cao cấp của thế giới cá nhân cũng quay trực tiếp trận đấu này. Tiền bóng đội tuyển Thanh Chương 24-20. Chúng ta đang chờ đợi điều gì sẽ diễn ra nếu như đội tuyển Thanh Chương cân bằng một điểm số ở hôm nay. Đội tuyển này nhỏ chất có sự gà cách 70 chắn đôi thành công. Thì đội tuyển FC Đình Sơn đã giành được với tỷ số 2 5-1.